mọi người, lại là mình An Nhiên Phát Phố đây. Hôm nay mời cả nhà hãy cùng mình làm một ly nước mía sầu riêng của An Nhiên Phát Phố là như thế nào nha. Đây, đầu tiên mình sẽ lấy một cây mía nha. Đây, đây cả nhà. Mía bên mình ha, mới mỗi ngày cho cả nhà nha. Đây, một miếng mía, một cây mía và một miếng tắc nha cả nhà. Đó, bật máy lên. Mía của mình là máy ép nước mía siêu thật nha cả nhà. Đó, nên là cái này là mình đút vô. Đây cả nhà. Đó, máy của mình nó sẽ chạy theo cái nguyên bản là chỉ một lần, ép một lần duy nhất nha cả nhà. Đó, cả nhà thấy ép nè. Và nước mía đang ra. Đây nha cả nhà. Nước mía ép mía siêu sạch nha. Và cái phần mà mình chuẩn bị mía ép đó là cái phần mà mình chuẩn bị mía ép nha cả nhà. Đó, thế là Vi đã có nước mía rồi. Nước mía rồi. Rồi, bây giờ Vi sẽ tắt máy. Tắt máy nha. Rồi, bây giờ Vi sẽ dùng bình lắc nha cả nhà. Mía sầu riêng nha. Vi sẽ có bình lắc. Bình lắc của mình. Và sầu riêng. Đó, sầu riêng bên Vi đây. Làm mía sầu riêng nha. Chế lượng mía vào bình lắc nha cả nhà. Rồi, cả nhà qua đây cùng Vi nha. Đây. Qua đây xem nước mía giùm Vi ha. Đây là mía ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ gì nè? Mía nha. Chúng ta sẽ bỏ một muỗng sầu riêng giùm Vi. Sầu riêng này đã được Vi xay nhuyễn nha cả nhà. Rồi, bây giờ là mình sẽ bỏ đá vào. Đá lắc nha cả nhà. Đây cái nắp. Mía sầu riêng. Chúng ta sẽ lắc đều lên. Để cho cái sầu riêng nó hòa quyện. Cả nhà thấy không? Và nó lên cái bọt luôn. Lên cái bọt dùm đi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ đá vào ly. Rồi bây giờ là chúng ta chế ra. Chế cái ly nước mía sầu riêng. Đó. Và cuối cùng, công đoạn cuối cùng là chúng ta sẽ dứt một miếng sầu riêng lên. Thế là mình đã được một ly mía sầu riêng rất ngon. Mời cả nhà nha. Chế nào mà thích mía sầu riêng là nhắn ngay cho An Nhiên liền nha mọi người. Giờ công việc của chúng ta là